hàng Hội An, tọa lạc ở mặt tiền khu phố ẩm thực Old Jazeera ở vùng Bin Maumul, phía tây thủ đô Doha, khai trương đầu tháng 11 năm 2022. Đây chính là nhà hàng Việt đầu tiên trên đất nước Qatar từ trước đến nay. Nhà hàng Hội An tại Qatar được trang trí với tường sơn vàng sẫm đặc trưng phố cổ, điểm tô bằng nón lá, mâm tre tròn, vẽ cảnh áo dài, thôn quê, sông nước Việt. Trần nhà treo nhiều đèn lồng Hội An và bình phong là cảnh chùa cầu. Menu nhà hàng gồm có phở bò, chả giò, bánh mì thịt và nhiều món ăn Việt Nam khác. Ông chủ nhà hàng cho biết, nhà hàng Hội An mở ra để chào đón lượng khách là cổ động viên các nước sang Qatar trong dịp World Cup. Các tiếp viên hàng không nước ngoài thích ăn món Việt. Về sau này, ông hy vọng ẩm thực Việt Nam sẽ từng bước có chỗ đứng lâu dài tại Qatar.